cập nhật tình hình COVID-19. Sáng ngày 7 tháng 10, công ca mắc mới, Việt Nam chữa khỏi 1.023 bệnh nhân COVID-19. Nam Trung Bộ, hơn 14.000 ca mắc, 3 ca tử vong do sốt xuất huyết. Kinh hoàng cảnh các xe container, xe khách phóng như bay trong mưa. Tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, 20 người thương vong. Bí thư xã giết cháu đốt xác, bị truy tố 4 tội danh. Phút đời thường hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ chàng trai 9X dành cả thanh xuân để cứu trợ mèo tại Hà Nội. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Bản tin sáng nay của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, đã 35 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Tính đến 6 giờ, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.023 bệnh nhân trên 1.098 bệnh nhân COVID-19, không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 2 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 2 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca, số ca tử vong ở Việt Nam đến nay là 35 ca. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, số ca sốt xuất huyết tại các tỉnh Nam Trung Bộ đang tăng mạnh mặc dù các biện pháp phòng bệnh đã được triển khai. Chỉ tính riêng 3 tỉnh, Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa, ngành y tế đã ghi nhận hơn 14.400 ca mắc, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Đến đầu tháng 10 năm 2020, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 5.100 ca mắc, Bình Định hơn 4.400 ca và Phú Yên là hơn 4.900 ca. Mỗi tỉnh có một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Theo nhận định ngành y tế các tỉnh, năm nay không phải là năm của chu kỳ dịch sốt xuất huyết, nhưng bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp dù các tỉnh đã phun hóa chất, xử lý các ổ dịch và giám sát các ca bệnh. Theo nhận định của ngành y tế, từ tháng 9 đến tháng 11, dự báo bệnh sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp hơn do Nam Trung Bộ bước vào mùa mưa. Để phòng bệnh phát sinh và lây lan trong cộng đồng, trong tháng 10 này, ngành y tế tỉnh Phú Yên và Bình Định triển khai chiến dịch phun hóa chất đợt 2 và phát động các địa phương ra quân tổng vệ sinh diệt lăng quăng, bọ gậy ở những địa bàn có ổ dịch và tăng cường giám sát các ca bệnh. Chiều qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đến làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh, thăm bệnh nhân đầu tiên được ghép thận thành công tại bệnh viện này. Trường hợp ghép là bệnh nhân nam 63 tuổi, là nhà sư trụ trì tại một chùa ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần một tuần hơn một năm nay tại khoa thận lọc máu với chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh ba nhánh mạch vành, rối loạn lipid máu, phình giáp đa hạt, sỏi túi mật. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã phối hợp hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Trung ương Huế trong 6 tháng để chuẩn bị cho ca ghép thận. Cuộc phẫu thuật ghép được phối hợp chặt chẽ giữa các ekip hồi sức gây mê, các chuyên khoa nội theo dõi hậu ghép và chuyên khoa ngoại của cả hai bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Trung ương Huế. Sau ghép, bệnh nhân đã tự tiểu bình thường, khỏe, ăn ngủ ngon hơn, chức năng thận trở về giới hạn bình thường. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Áp thấp đang hướng vào các tỉnh Nam Trung Bộ, nên Khánh Hòa có mưa rất to. Tuy nhiên, bất chấp mưa lớn, các xe container, xe khách tuyến Bắc Nam vẫn phóng như bay trên quốc lộ, gây khiếp sợ người đi đường. Ghi nhận trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa, trong cơn mưa tầm tã, các xe container, xe khách vẫn phóng như bay trên quốc lộ. Bất chấp mặt đường trơn trượt, các xe vẫn chạy với tốc độ rất nhanh, cuốn theo các cơn mưa nước bắn tung tóe, phủ trùm cả người đi xe máy. Nguy hiểm hơn, khi đến các ngã ba, ngã tư, các xe này vẫn không giảm tốc độ, phóng vù qua rất nhanh, chỉ cách các phương tiện khác đang băng qua ngã ba, ngã tư trong gang tấc.
Việc phóng nhanh vượt ẩu của các xe container, xe khách tuyến Bắc Nam vẫn thường xuyên diễn ra trên quốc lộ. Đáng nói hơn là ngay cả trong cơn mưa, đường rất trơn trượt đã gây kinh hoàng cho người đi đường. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng vừa xảy ra vào rạng sáng nay trên quốc lộ 1, khiến một người chết và 19 người bị thương. Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này. Theo cơ quan công an, lúc 0 giờ 30 phút, tài xế Huỳnh Văn Lón, 39 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Bạc Liêu, lái xe khách chở 23 hành khách cùng một phụ xe chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Đến đoạn thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè, xe khách bất ngờ tông vào giải phân cách cứng nằm giữa đường, làm xe nằm đè lên giải phân cách. Cùng lúc, tài xế Trần Thanh Nhân, 29 tuổi, ngụ xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, chạy xe tải hướng ngược lại, đụng vào, làm xe khách lật hẳn xuống đường. Nhận tin báo, lực lượng công an cùng người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, 19 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn làm kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1. Sáng nay ngày 7 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, nguyên bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về 4 tội giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến đầu năm 2020, Minh đã vay mượn tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng. Do sử dụng tiền để mua bán cà phê trực tuyến trên sàn quốc tế thua lỗ nên Minh không có khả năng trả nợ. Đầu tháng 4 năm 2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi giả chết nhằm mục đích xóa nợ và để vợ con được hưởng tiền bảo hiểm. Ngày 9 tháng 4, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ với giá hơn 233 triệu đồng một năm. Nếu Minh bị tai nạn dẫn đến tử vong thì công ty bảo hiểm phải thanh toán số tiền tối đa là 18 tỷ đồng. Đến ngày 25 tháng 4, Minh điều khiển ô tô vào nghĩa địa tại thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông, đào một ngôi mộ người mới chết nhằm lấy xác bỏ lên xe để thực hiện ý đồ đốt xe tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, việc trộm xác chết bất thành. Sau đó, Minh đến nhà rẫy của người cháu là anh Trần Nho Vương. Tại đây, cả hai uống bia rồi cùng đi ngủ. Đến nửa đêm, Minh dậy lấy một cây búa đánh vào đầu anh Vương hai cái, khiến nạn nhân tử vong. Lúc này Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe bán tải rồi điều khiển đến quốc lộ 28 tạo hiện trường một vụ tông xe. Sau đó Minh tháo đồng hồ đeo của mình cùng chùm chìa khóa bỏ lại trên xe rồi đốt xe. Gây án xong, ông Minh bỏ trốn đến tỉnh Bình Phước và bị bắt sau đó. Chàng trai Nguyễn Thanh Bình, 24 tuổi, quê Ninh Bình, đã từ bỏ giảng đường đại học, từ bỏ cả công việc thi công nội thất, dồn hết số tiền tiết kiệm để mở một quán cà phê, cũng là trung tâm cứu trợ mèo giữa thủ đô. Đến nay, trung tâm này đã cưu mang cho hơn 200 chú mèo bị bệnh hoặc bị bỏ rơi. Nằm cuối một con ngõ trên phố Triệu Húc, quận Thanh Trì, Hà Nội, quán cà phê này trở thành ngôi nhà của hàng chục chú mèo may mắn được cứu trợ kịp thời. Ước mơ mở một trung tâm cứu trợ mèo đã được Bình ấp ủ cách đây 8 năm. Năm mà mình đi đại học ấy, thì có một bạn trọ cùng mà đi muốn nuôi một bé mèo. Thế là bạn dắt mình đi ra cái chợ 365 Hà Đông để mua một bé mèo. Nhưng mà khi đi với bạn ấy thì nhìn thấy các bé mèo bị nhốt ở trong lồng. Nó không giống như những gì mình tưởng tượng, đó là đến những cái pet shop để mua những bé mèo xinh xắn về. Mà là đến những cái kiểu lò mổ, những nơi mà buôn bán chó mèo. Đấy, thì lúc đấy mình tìm hiểu thì mới biết nó là những cái nơi mà tập trung buôn bán chó mèo đi lạc, đi vắt trộm. Đấy, vì bạn mình thực ra cũng không đủ kinh tế để mua những bé mèo trong pet shop nên mới phải đi ra đấy để mua, và từ đó nhìn cái cảnh các bé ở trong lồng thò tay ra để cầu cứu rất là thương. Từ đó là ấp ủ cái ước mơ là mình xây một các bé một ngôi nhà để bé có nơi để trú và tìm những cái người chủ tâm để nhận nuôi. Bình vốn là sinh viên trường đại học kiến trúc, nhưng với tình yêu mèo, ngay từ khi còn là sinh viên, Bình đã mang những chú mèo nhặt được về chăm sóc, rồi ước mơ cứ lớn dần lên. Bình quyết định bỏ học để tập trung kiếm tiền, mở một quán cà phê kiêm trung tâm cứu hộ mèo.
trái muốn con cái mình bỏ học cả. Thứ hai là bạn bè thì nhiều người thấy làm những cái việc này nó rất là dở hơi. Đó, thì sau khi mình học thì mình đã làm rất là nhiều nghề để mà có thể tích lũy được một số vốn để mở được quán như này. Mọi người cũng chỉ quan niệm là chó mèo chỉ là vật nuôi để làm cảnh thôi. Có hay không có cũng không phải là nặng cái vấn đề này. Thế một phần nữa là mọi người nghĩ nó chó mèo là một loại thực phẩm có thể ăn được. Sau khi nghỉ học, Bình làm đủ mọi việc từ vẽ tranh đến làm nội thất để kiếm tiền. Ngoài ra, Bình dành thời gian tham gia các hội cứu trợ chó mèo tại Hà Nội để tích lũy thêm kiến thức, đến các phòng khám thú y để học hỏi, chuẩn bị tốt nhất để có thể mang các bé mèo về chăm sóc. Nó sẽ gắn liền một câu chuyện khác nhau và những cái hoàn cảnh để cứu trợ nó cũng khác nhau. Có những bé thì bị tai nạn, bị xe tông, bị chó cắn. Các bạn của mình đi ở ngoài đường nhìn thấy, giờ về nhắn tin cho mình đi đón bé về đây và vẫn đăng tin tìm chủ. Tính đến nay, Bình đã chăm sóc khoảng hơn 200 bé mèo. Có những bé khi mới đưa về bị thương rất nặng, Bình phải mang đến thú y và chăm sóc cẩn thận. Chăm sóc chúng nhiều thành thói quen, những vết thương của các bé được chữa lành nhờ bàn tay của cậu chủ trẻ. Có những khoảng cách rất là xa, có những bé mình phải đi gần hơn 20-30 cây số mới đón được. Nắng mưa rồi, cái khó khăn tiếp theo đó là cái vết thương của các bé. Thì có những bé mà thật sự là cũng chỉ kịp đến nhìn thấy các bé rồi các bé mất luôn. Rồi có những bé mà đã đến được thú y thăm khám điều trị nhưng mà trong quá trình điều trị bé cũng không cố gắng được nữa thì cũng rất là buồn. Đấy, và cũng cái kinh nghiệm để mà chăm sóc chó mèo bị bệnh mình không phải là chuyên môn của mình nên là nhiều cái nó rất là hạn chế. Những bé mèo được mình chăm sóc sau khi khỏi bệnh sẽ được anh tìm chủ mới, những người có thời gian chăm sóc và dành tình yêu thương cho chúng. Vì sức lực có hạn nên mô hình cứu trợ hoạt động như vậy. Khi các bé mèo được về với chủ mới, Bình lại có thêm cơ hội để cứu trợ những bé mèo khác. Việc kinh doanh của quán cũng dùng để chăm sóc các bé, cũng là nơi để những người yêu mèo có thể đến chơi. Thực ra là em đến quán cũng nhiều lần, cũng cảm thấy rất là yêu thích công việc với yêu thích mèo đây. Với lại là anh chủ quán cũng rất là dễ tính, cũng rất là vui và em cũng thích công việc chăm sóc mèo này. Nhìn những chú mèo đang chơi đùa, có lẽ ít ai biết được chúng đã từng bị thương rất nặng hay trước kia chỉ là những chú mèo hoang. Với tình yêu của mình, chàng trai Thanh Bình đã mang đến một cuộc sống mới đầy ắp yêu thương cho những chú mèo. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.